Hai bệnh nhân bị ong độc đốt đang được điều trị tại trung tâm chống độc Bệnh viện Bạch Mai. Một bệnh nhân nữ 90 tuổi bị đốt gần 130 nốt và một bệnh nhân nam hơn 60 tuổi bị đốt hơn 300 nốt. Cả hai vào viện trong tình trạng tổn thương đa cơ quan, rối loạn đông máu và phải truyền huyết tương, lọc máu liên tục. Đặc biệt, bệnh nhân nữ 90 tuổi đã phải đặt ống thở và suy gan thận. Bệnh nhân nam được đưa đến cơ sở y tế sớm nên việc điều trị thuận lợi hơn dù bị đốt tới hơn 300 nốt. Hiện cả hai bệnh nhân sức khỏe đã ổn định. Các bác sĩ khuyến cáo khi bị ong đốt, người nhà cần cho uống nhiều nước, Orezon để thải độc và nhanh chóng đưa đến cơ sở y tế gần nhất. Cả bệnh nhân và có số lượng ong đốt từ ít nhất 10 ong đốt trở lên thì đều cần phải đến viện, phải đến kể cả tuyến y tế cơ sở và phải điều trị tích cực sớm ngay từ đầu. Nếu không sẽ rơi vào tình trạng thái ra suy thận rất sớm rồi tiếp tục tổn thương đa cơ quan. Và cái biện pháp điều trị rất đơn giản ở đây, đó là ngay tại cộng đồng, ngay tại gia đình, ngay tại nơi bị đốt thì người dân ta hãy uống nước, rất quan trọng uống đủ nước, đặc biệt là các nước và các loại nước mà có chất khoáng, chất muối, các vị khoáng, nước canh, nước rau, các thứ Orezon, đặc biệt là uống nhanh, uống đủ nước và có thật xuyên tới y tế cơ sở. Và cái biện pháp điều trị rất quan trọng tại y tế đó là nhanh chóng bù đủ dịch, đủ nước cho bệnh nhân.